Đứng lại. Có chuyện gì? Nóng quá trời đất mà trùm bệnh chăng vậy? Làm gì đây? Trưởng quan, đây là em gái tôi bị sốt rét phải cách ly. Chúng tôi mới phải tìm xe đưa nó ra ngoài khám bệnh. Anh nói giùm với Hoàng Quân, cho chúng tôi ra đi. Trong thành cũng có bác sĩ, chắc chắn phải giỏi hơn ngoài thành. Đi ra làm gì? Bác sĩ trong thành lé mắt lắm. Chúng tôi không có tiền nên mới ra ngoài thành tìm thầy Lan khám đỡ. Sốt rét là phải cách ly. Đúng vậy. Rồi, chờ chút. Dạ. Trưởng quan, mắc bệnh sốt rét, phải ra ngoài khám bệnh cho bọn họ. Đi đi. Đi đi. Dạ. Em đừng có run nữa, để anh đưa em ra ngoài tìm thầy Lan khám bệnh. Đi thôi. Chính là nó, chính là nó. Bắt lại. Theo tôi. Chạy mau, chạy mau. Chạy bên này đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Người anh em, chuyện gì vậy? Thì con nhỏ à, anh bán thuốc lá đó, nó là thám tử của Cộng sản, phải bắt nó từ sớm. Cậu quen cô ta hả? Tất nhiên là quen. À, anh bán thuốc lá đó ngày nào cũng chạy theo tôi đòi tiền thuốc. Lần này gặp tôi là nó xui rồi. Cậu hại cô ta có lợi ích gì không? Bớt lo chuyện bao đồng. Còn nói nữa là anh cùng một bọn với nó, coi chừng tôi bắt anh nhốt vào tù luôn. Người anh em, tôi nói cậu nghe, tôi với cô ta thật ra là đồng bọn đó. Đội trưởng. Rồi, hai người đưa cô ấy đi trước. Dạ, đi mau. Đi từ từ. Hai người từ từ thôi. Chú ý an toàn. Sao chị lại tới đây? Tôi tới tiếp ứng cô. Đội trưởng, đi. Rút thôi. Làm sao đây? Cậu, bên đây, tôi qua bên đó. Được. Đội trưởng. Đội trưởng giải quyết xong rồi, chúng ta đi. Được. Đừng cử động. Tự Mỹ Mỹ cô nằm yên, đang bị thương đó. Về chỗ của cô rồi lo dưỡng thương, xong rồi quay lại đây sớm. Cảm ơn, cảm ơn đã cứu mạng. Cứu cô là vì cô cũng đánh giặc. Chỉ cần cô là một người Trung Quốc có lương tâm thì chúng ta vẫn còn là người một nhà. Nghe rõ chưa? Nếu cô dám trở mặt với tôi là tôi không tha cho cô đó. À anh, lúc cô nổi giận là đẹp nhất. Vậy lúc cô bị thương mới là đẹp nhất. À anh, vậy còn tôi? Chị... Lúc chị ngủ là đẹp nhất. Ngủ hả? Chú ơi, dùng thuyền của chú đưa đồng chí này qua bên kia giùm chúng tôi. Được, cảm ơn. Cảm ơn. Không có gì, cảm ơn. Tiểu đội trưởng Thạch, Quệ Dạ Hương không phải là muốn luyện kiếm thôi sao? Có cần phải làm như sắp ra trận tới nơi không?
Tiểu thư, xin hỏi thổi khúc gì vậy? Rất du dương êm tai, chết tới nơi rồi. Đứng yên, động đậy tôi bắn chết. Nói anh đó, chết tới nơi rồi vẫn không biết. Đứng lại. Đại quý, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi. Cô là ai? Có quyền gì hỏi một sĩ quan Nhật? Không đúng, chắc chắn gặp anh ở đâu rồi. Tôi thấy anh không giống sĩ quan Nhật. Nhưng tôi là sĩ quan Nhật, tôi còn có việc phải làm. Đừng đi theo tôi. Đứng lại. Anh là người của số 76, hôm đó ở cửa thành. Cô nhận làm người rồi. Tuy hôm đó anh đeo kính đen, nhưng tôi vẫn nhìn rõ mặt của anh và nghe rõ giọng nói của anh. Đại úy có sao không? Đỡ tôi làm gì? Mau đuổi theo. Rõ. Đứng lại. Đứng lại. Đuổi theo. Mau lên. Mau. Mau lên. Các cậu mau lên đó. Chỉ có một mình hắn. Đi mau lên. Đi. 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 Cẩn thận đó A Anh. Cô yểm hộ tôi A Anh. Tôi đi cứu bộ trưởng Hứa. Bộ trưởng Hứa, anh bị thương rồi. Không sao. Được, chúng ta đi thôi. Phim được dịch Thuyết Minh và lồng tiếng tại Phim TV. Đại quý, đừng tức giận. Người bỏ chạy hồi nãy hình như tôi quen. Người đó chắc chắn là manh mối. Anh quen à? Nhưng tôi không dám khẳng định. Dừng xe. Dừng xe. Hãy xuất trình giấy tờ của anh. Trung Nghĩa, từ giờ trở đi bọn Nhật chắc chắn thắt chặt an ninh. Cậu nhất định phải cẩn thận. Bộ trưởng Hứa yên tâm, tôi là Hải Quỳ, tôi sẽ tự bảo vệ mình. Sư phụ, mau đi đi. Lát nữa tàu tuần tra của bọn Nhật sẽ tới đây. Được, đi đi.
Đã tìm thấy pháo đài rồi. Chúng ta phải đi thăm dò địa hình. Theo tôi được biết, bên phía quân thống cũng đang thu thập thông tin. Chúng ta nên cẩn thận. Tôi cũng đi. Được, như vậy càng tốt. Hai người hỗ trợ nhau. Phải rồi, muốn vào được pháo đài phải đi qua bãi mìn. Bãi mìn không dễ đi qua. Tôi có cách. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Không được động đậy, không được động đậy. Các cô là ai? Nói mau. Bãi mìn của pháo đài rốt cuộc ở đâu? Nói. Cô muốn vào pháo đài, không phải là muốn nạp mạng sao? Đừng nói nhiều. Cô anh nói đi. Là gì? Tôi thấy trong pháo đài có rất nhiều lính Nhật. Lỡ như không cẩn thận, chắc chắn mất mạng. Nếu bây giờ anh không nói ra sự thật, anh sẽ mất mạng ngay. Không phải tôi... Thôi được rồi, coi như tôi xui. Tôi dẫn các cô đi được chưa hả? Cô à, mìn của bọn Nhật lợi hại lắm. Lỡ như dẫm trúng, chúng ta chắc chắn tiêu đời. Đừng nói nhiều. Hán gian như anh, dẫm trúng coi như xui. Được được, đi mau. Mau lên, đi. Đi. Hàng đan Sĩ Lâm, tiệm kéo Tam Bà Lô, tiệm mai Âu Phục, công ty thời trang Linh Đường Thượng Hải. Không phải là A Tứ sao? A Tứ, anh đã đi đâu? Sao bị thương nặng như vậy? Tôi đi thực hiện nhiệm vụ dẫm trúng mìn của Hoàng Quân. Mìn của Hoàng Quân anh cũng dám dẫm sao? Đứng lại. A Tứ, Hoàng Quân chỉ chôn mìn ở khu pháo đài. Anh dẫm mìn chứng tỏ là anh đã đi dạo ở khu pháo đài. Nói, anh tới đó làm gì? Muốn thăm dò tin tức của Hoàng Quân sao? Thằng nhóc này, tôi bị thương nặng như vậy mà cậu vẫn không tha cho tôi. Sắp chết tới nơi mà vẫn dám lớn tiếng. A Tứ, thăm dò tin tức của Hoàng Quân là tội rất nặng. Người đâu? Đưa anh ta về doanh trại cho tôi. Ai dám đụng tôi? Không được, đưa đi. Các người là lũ khốn kiếp. Sao hả? Các người nhớ đó, tôi sẽ trả thù. A Tứ, không phải anh rất hống hách sao? Đứng dậy đánh tôi đi. Mắng tôi đi. Tiểu đội trưởng đội đặc vụ dẫm mìn của Hoàng Quân. Chuyện này thật mắc cười. Chủ nhân người Nhật của anh có mắt như mù. Các người là lũ khốn kiếp. Sau khi vết thương của tôi lành, tôi không tha cho các người. Anh còn muốn vết thương lành sao? Đại thắng, dạy anh ta bài học. Dạ được. Cậu định làm gì? Anh cũng có ngày hôm nay. A Tứ, anh đừng trách tôi không khách sáo với anh. Anh dẫm mìn trong khu pháo đài của Hoàng Quân. Đây là hành vi của ai? Đây là hành vi của nội gián. Nếu như tôi không tra hỏi, Hoàng Quân trách tội, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Cậu, cậu nói bậy. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Đau quá đi, mau đưa tôi đi bệnh viện. Giả bộ cái gì? Mấy giọt nước nóng làm sao đau được? Không thấy chân tôi bị thương sao? Máu chảy không ngừng. Mau, tên họ Hoài kia, mau thả anh em tôi ra. Nếu không tôi sẽ sang bằng doanh trại của cậu. Đội trưởng,
Đội trưởng, tôi ở đây. Đội trưởng, các anh em lấy vũ khí. Rõ. Các anh em mau đi, đi mau lên, mau lên. Trung đoàn quân Hòa Bình Gia Hải, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Đội trưởng Lại, anh tới đây, tôi tiếp đón chậm trễ. Đừng có nói nhảm, tôi không có thèm tới doanh trại nhỏ này của cậu đâu. Mau giao A Tứ cho tôi, nếu không tôi sang bằng doanh trại của cậu. Đội trưởng Lại, chúng ta đều làm việc cho Hoàng quân. A Tứ tới khu pháo đài của Hoàng quân thăm dò tin tức, dẫm mìn của Hoàng quân. Tôi bắt giữ anh ta để thẩm vấn, không giao cho anh được. Nói bậy. A Tứ là tiểu đội trưởng đội đặc vụ, luôn một lòng trung thành với Hoàng quân. Cậu dám bắt giữ cậu ấy hả? A Tứ tới khu pháo đài của Hoàng quân, không lẽ không đáng bị nghi ngờ sao? A Tứ dẫm mìn bị thương, cậu bắt giữ cậu ấy chính là đem tính mạng của cậu ấy ra đùa giỡn. Các anh em, có cướp người cho tôi. Rõ. Anh dám? Đứng yên. Đây là doanh trại quân đội, kẻ nào dám xông vào tôi sẽ bắn chết. Khốn kiếp. Các người lại đấu súng sao? Trưởng quan, quân Hòa Bình vô cớ kiếm chuyện, vô cớ bắt giữ người của tôi, ngài phải đòi công bằng cho tôi, phải trừng phạt nghiêm khắc bọn họ. Đúng đó, đúng đó. Im đi. Báo cáo trưởng quan, A Tứ tới khu pháo đài giảm mìn của Hoàng quân. Anh ta rất đáng ngờ. Các người coi thường quyền uy của Hoàng quân. Giao A Tứ cho Hoàng quân thẩm vấn. Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, tôi bị vu oan đội trưởng, anh phải cứu tôi đội trưởng, đội trưởng. Thủy Sinh, anh về rồi sao? Thủy Sinh, đem cá đi nấu cho tôi. Dạ được. Tiểu thư, cô xem. Tưởng tiểu thư, bọn Nhật đang tìm cô. Sao cô lại? Hôm nay không phải bắt tôi, cho dù bắt ai, cô cũng đang gặp nguy hiểm. Tôi khuyên cô nên tìm một nơi an toàn để trốn. Đừng lo lắng, tôi biết cách thoát thân. Hôm nay tôi tới đây để giúp các anh, giúp chúng tôi. Tôi không hiểu cô nói cái gì. Đừng giả bộ nữa. Anh liên lạc với mấy người đó, tôi đã biết rồi. Anh không cần sợ, tôi không làm hại các anh đâu. Mau dẫn tôi đi tìm họ, tôi thật lòng muốn giúp các anh. Cô nói cái gì tôi không hiểu. Rốt cuộc cô muốn tìm ai? Hiểu hả? Hình như ở đây, nhưng họ có tới hay không tôi không biết. Cô vào trong trước đi, tôi đi đây. Được rồi.
Đứng yên. Bỏ súng xuống. Tôi là Tưởng Mỹ Mỹ. Tôi không có ý xấu. Tôi tới để giúp chị. Nói đi. Tôi đã nghĩ ra cách đi vào pháo đài. Cách gì? Hai chúng ta có thể cải trang thành Huệ Dạ Hương và người của cô ta đi vào pháo đài. Chuyện này... Nhưng mà chúng ta không có giấy tờ. Chuyện giấy tờ để tôi giải quyết. Tôi không biết tiếng Nhật. Tôi biết tiếng Nhật. Được. Cô đã dám làm. Hiểu hà tôi. Không có lý do gì sợ. Được rồi, chúng ta cùng nhau làm. Cùng nhau làm. Nhưng mà cái gì? Chị phải nghe lời tôi. Được, không thành vấn đề. Nghe lời cô. Được. Sáng mai chị hãy tới đây. Chúng ta thay đồ rồi cùng nhau đi. Được. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi vào đầm rồng hang hổ. Dừng. Hai người đi đâu? Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, cần phải đi vào pháo đài để quan sát. Xin lỗi đại quý, bất cứ ai đi vào pháo đài cũng phải có giấy phê duyệt của tư lệnh. Cô có giấy phê duyệt không? Huệ Dạ Hương tôi đi vào pháo đài có cần giấy phê duyệt? Tôi là tình báo viên đặc biệt của quân Diễn Chinh, có quyền đi vào mọi nơi. Như vậy đi, lát nữa tôi về xin giấy phê duyệt của tư lệnh Saito rồi đưa cho anh được không? Không được đâu, mời hai vị tiểu thư đi về. Có bộ pháo đài được canh gác rất nghiêm ngặt. Huệ Dạ Hương cũng không được vào. Làm sao đây? Hay là chúng ta nghĩ ra cách rồi tới đó lần nữa? Lần này không bị phát hiện đã là may rồi. E rằng không có lần sau. Tôi không tin. Không đi vào pháo đài được. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Tìm quán nào đó ăn cơm đi. Dạo này tôi cảm thấy cô đã thay đổi. Thay đổi đến nỗi tôi cũng không nhận ra. Cô có còn là người khiến kẻ địch khiếp sợ Tưởng Mỹ Mỹ không? Tôi vẫn là tôi. Tôi không thay đổi một chút nào. Cô nhiều lần ra tay giúp đảng Cộng sản. Hôm nay lại cùng người của đội du kích đi vào pháo đài. Không lẽ cô không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao? Cô làm như vậy không chỉ trái với mong muốn của tổ chức, mà còn để lộ ý đồ của chúng ta. Theo tôi biết, họ đều là người Trung Quốc yêu nước. Họ luôn sẵn sàng tiêu diệt bọn Nhật và Hán Giang. Kề vai bên họ chiến đấu, tôi rất yên tâm. Không lẽ cô không biết đảng Cộng sản là kẻ thù của chúng ta sao? Không lẽ khi đất nước bị xâm lược cũng không thể hóa giải ân oán sao? Được rồi, đừng nói nữa. Cấp trên lại đưa lệnh mới cho cô. Mệnh lệnh gì? Làm nổ bom nổ mạnh ở bến tàu, vực dậy tinh thần của binh sĩ ở Chiết Giang. Rõ. Tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Ông chủ, hai người cần tôi giúp gì? Tình hình đang căng thẳng, sao hai người tới đây? Nhiệm vụ khẩn cấp, sắp xếp cho chúng tôi hai phòng. Dạ được, xin mời đi ra sau nhà. A Cư, chuyện Tượng Mỹ Mỹ nhờ chúng ta giúp làm nổ bom nổ mạnh, lãnh đạo trung đội đã phê duyệt rồi. Tư lệnh nói với tôi, nếu như hành động lần này thành công, sẽ khiến cho bọn Nhật suy sụp tinh thần, giật dậy tinh thần của binh sĩ quốc dân đảng ở Chiết Giang. Không ngờ tư lệnh lại đồng ý. Sao vậy? Anh nghĩ rằng lãnh đạo sẽ không quan tâm tới chuyện này sao? Dĩ nhiên không phải. Tôi nghĩ rằng chuyện này rất khó thành công. Chúng ta nên bàn về chuyện làm nổ bom nổ mạnh. Đúng, đại đội trưởng, nó là cái gì? Nó là loại bom đặc biệt được chế tạo riêng cho máy bay. Vì loại bom này vỏ mỏng chứa rất nhiều thuốc nổ, hơn nữa còn có thêm thuốc nổ mạnh. Cho nên năng lượng do nó sản sinh ra gấp 3-5 lần so với bom bình thường. Vì cuộc chiến này, bọn Nhật đã vận chuyển lô bom này từ Nhật tới đây. Trời ơi, lợi hại như vậy sao? Cho nên, một thứ lợi hại như vậy không thể rơi vào tay bọn Nhật. Đúng. Bến tàu được canh gác nghiêm ngặt. Chúng ta rất khó lại gần. Chúng ta có thể cải trang lẻn vào. Cho dù cải trang,
cũng không thể mang theo thuốc nổ. Không có một lượng thuốc nổ đủ, không thể làm nổ bom nổ mạnh của bọn Nhật. Vậy phải làm sao? Không thể nào khoanh tay đứng nhìn bọn Nhật dẫn chuyển bom đi. Cô nói đúng. Cho nên chúng ta phải cùng nhau nghĩ cách nên làm gì. Quệ Dạ Hương, lô bom này ảnh hưởng tới sự thành công, thất bại của chiến dịch. Cô phải bảo vệ nó. Ngài tư lệnh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ lô bom này. Còn nữa, cô phải lợi dụng quân hòa bình và đội đặc vụ, bắt họ chiến đấu, đừng chiến đấu một mình. Tôi biết rồi. Tốt, đi đi. Dạ. Tất cả nghe tôi nói. Từ bây giờ, nơi này đã bị trưng dụng. Ăn hết hay chưa ăn hết, đều cút hết cho tôi. Vẫn chưa trả tiền mà, đừng đi chứ. Thủy Sinh, chặn họ giùm tôi. Mau lên. A Cường, lại đây. Quan tâm mấy đồng tiền lẻ đó làm gì? Vài bữa nữa làm tốt việc của Hoàng Quân, sẽ có rất nhiều tiền. Việc của Hoàng Quân? Hoàng Quân có việc gì? Hoàng Quân muốn trưng dụng nơi này tổ chức tiệc chiêu đãi, tiếp đón Hoàng Quân từ Nhật Bản tới, hiểu chưa? Đứng đó làm gì? Mà bố trí đi. Nào, mau lên. Được, yên tâm, yên tâm. Tôi nhất định sẽ chiêu đãi tốt. Chuyển cái kia đi, chuyển qua bên kia. Nơi này là nhà. Không tệ, không tệ. Hey, hey, hey. Trung đoàn trưởng Lương, bầu không khí hôm nay so với các buổi lễ rút trước, cậu thấy sao? Tư lệnh, nay đã khác xưa. Lần trước, mấy đội du kích đó làm mọi người ra về không vui. Nhưng hôm nay, tư lệnh, ngài quyết sách anh minh. Tôi nghĩ gia hải hôm nay là điều mọi người mong muốn, thái bình thịnh thế. Trong này cũng có một phần công lao của cậu. Tư lệnh, không dám. Quá khen rồi. Tôi là một quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là nhiệm vụ của tôi. Chỉ là nếu như tôi có gì làm không đúng, xin tư lệnh bao dung. Không có, không có. Trung đoàn trưởng Lương, tôi đã xem danh sách tiết mục. Mục cuối cùng là vũ hội, đúng vậy. Tư lệnh, tôi chuẩn bị như thế này. Tới lúc đó chúng ta sẽ bỏ hết bàn ghế đi. Nơi này chẳng phải sẽ thành sàn nhảy lớn sao? Rất tốt. Đại ca, anh tới đúng lúc. Tôi đang thiếu củ xài đây. Tập kết xong chuẩn bị hành động. Được, chúng ta phải dùng trí khôn. Tới lúc đó Lão Thạch sẽ giúp đỡ chúng ta. Sắp xếp thế nào? Tôi đến nhà của Lại Gia Sơn nghĩ cách giữ chân họ, trộm chìa khóa. Thạch Trung Nghĩa nghĩ cách kiếm thuốc nổ. Có một chuyện tôi không yên tâm. Nói đi, Kim Minh Đạt. Chuyện gì? Gần kho vũ khí gài bom nổ mạnh, có trung đoàn bảo an. Nếu như không ổn định trung đoàn bảo an e là khó hành động. Sức chiến đấu của trung đoàn bảo an rất tệ. Chỉ cần khống chế Kim Minh Đạt thì cả trung đoàn sẽ tê liệt. Nếu như không có Kim Minh Đạt, trung đoàn bảo an sẽ đại loạn, thu hút sự chú ý của người Nhật. Vậy chẳng phải chúng ta sẽ phí công vô ích sao? Cho nên vừa phải chế phục Kim Minh Đạt, vừa không thể đánh rắn động cỏ. Có cách rồi. Tốt. Ông chủ, cái này để đâu? Bếp sao? Được. Bên này. Được. Bên kia, đi.
Các cậu là ai? Dám tới đây? Nơi này rất gần cơ quan đặc vụ đó. Nhưng nơi này lại xa trung đoàn bảo an của ông. Đừng quan tâm chúng tôi là ai. Nếu chúng tôi đã dám tới đây thì không sợ cơ quan đặc vụ gì hết. Người anh em, tôi và cậu không thù không oán. Tại sao các cậu phải làm khó tôi, tàn sát thôn Đại Áo có ông, tấn công núi Đông Sa cũng có ông, tấn công chí sĩ kháng Nhật có ông? Tôi đáng chết, tôi đáng chết, tôi đáng chết. Đều là người Nhật Bản bắt tôi làm, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Cho nên chúng tôi đã ghi lại tất cả tội lỗi của ông. Nhưng nếu ông muốn thay đổi, chúng tôi có thể giảm nhẹ tội cho ông. Được, cậu muốn tôi làm gì chỉ cần tôi biết, tôi nhất định sẽ làm việc cho các cậu. Nói đi, làm gì, nghe kỹ. Tôi muốn ông biến mất 2 ngày. Biến mất 2 ngày. Biến mất 2 ngày. Nếu tôi biến mất 2 ngày, chẳng phải trung đoàn bảo an sẽ rối loạn sao? Đây là điều mà chúng tôi muốn. Nếu tôi biến mất 2 ngày, người Nhật cũng sẽ không tha cho tôi. Vậy ông đi tìm người Nhật xin nghỉ phép đi. Xin nghỉ? Xin kiểu gì? Nếu người Nhật không cho thì sao? Ông có thể viết giấy xin nghỉ. Qua đi. Nói là 2 ngày nay có việc. Cơ quan trưởng Suzuki, tôi và bạn bè cùng đi du lịch. 2 ngày sau sẽ quay lại. Xin nghỉ 2 ngày. Kim Minh Đạt, ngày 28 tháng 5 âm lịch. Người anh em, tôi viết xong rồi. Nhưng ai sẽ đưa? Người bình thường không thể vào cơ quan đặc vụ đâu. Vậy ông có cách gì không? Tôi nghĩ ra rồi. Tiểu đội trưởng Thạch của cục cảnh sát, cậu ta tốt bụng, cũng thân cận với trưởng quan Suzuki. Thân cận với người Nhật còn là người tốt sao? Cái này tôi không dám đoán. Tóm lại, cậu ta có thể đưa dùm đơn xin nghỉ này. Nhan Cương, ngoan ngoãn chút cho tôi. Cậu theo tôi làm gì? Tôi đi vệ sinh. Cậu đi ngửi mùi hả? Không phải. Đội trưởng chúng tôi nói rồi, hễ có người ra vào kho đều phải điều tra kỹ. Đây cũng là vì an toàn của anh. Tôi ăn được uống được, có gì mà không an toàn? Cậu nghi ngờ tôi? Cậu nghi ngờ tôi? Cậu nghi ngờ tôi đúng không? Tiểu đội trưởng, anh nói vậy là không đúng. Tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Mệnh lệnh của ai? Lại Gia Sơn. A Tứ, có người, lên. Làm rất tốt. Hành động theo kế hoạch ban đầu. 20 phút sau gặp ở hẻm Dương Gia. Được.
Đại đội trưởng, đến giờ anh trực ban rồi. Ai, làm gì đó? Anh, các anh em, được bắn. Tôi A Tứ nè. Bận đồ tân tướng quân mà nói A Tứ, gạt ai vậy? Tới tôi cũng không nhận ra sao? Cậu làm sao vậy? Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra, đã bị mặc bộ đồ này rồi. Cậu bị sao vậy? Tôi cũng không biết. Tôi ra ngoài uống rượu thì bị người ta đánh, sau đó ngất xỉu luôn. Trưởng quan, cậu phản bội theo tân tướng quân rồi hả? Không không, tôi là A Tứ của đội đặc vụ. Đầu cậu bị sao vậy? Đầu tôi bị người ta... Không phải, không phải. Trưởng quan, tôi có cái này, trưởng quan. Tôi dẫn cậu đi gặp trung tá Suzuki. Đưa đi. Không phải trưởng quan, tôi tự đi được. Trưởng quan, không phải, không phải. Đi, trưởng quan, chân, chân, chân. Cậu canh gác, cẩn thận cho tôi. Dạ. Đi. Chắc chắn đội đặc vụ lại đang giở trò. Không được, mình phải về nói cho trung đoàn trưởng. Các cậu canh gác nha. Tuy cậu nói có vẻ hơi giống mơ, nhưng tôi vẫn tin. Cảm ơn trưởng quan, vẫn là ngài anh minh. Nếu cậu nói đúng sự thật, Thạch Trung Nghĩa rất khả nghi. Chắc chắn là hắn ta đánh tôi. Đại úy, cậu và tiểu đội trưởng cùng dẫn Thạch Trung Nghĩa tới đây. Rõ. Trưởng quan, mời. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Cô làm gì ở đây? Làm gì? Đợi anh đó. Tôi hỏi anh, gần đây anh hành tung bí ẩn, luôn trốn tránh, có phải đã làm chuyện gì khuất tất không? Tôi ở tiểu đội đặc biệt, vốn chỉ làm những việc không thể chai biết. Cô cũng biết mà. Nói vậy là anh về phe quân Nhật, thật sự muốn làm Hán Giang à? Tôi có phải là Hán Giang hay không, sau này người ta sẽ đánh giá. Cô đừng có quấn lấy tôi nữa được không? Quấn lấy anh? Mắc cười. Tự mình nghĩ tôi có mù quáng cũng sẽ không thích Hán Giang. Rồi rồi rồi, tôi là Hán Giang được chưa? Vậy sau này chúng ta ai đi đường đấy, đừng ai xí vô chuyện ai. Muốn đi không dễ như vậy. Tuy anh rất nhanh, nhưng chỗ tôi vẫn còn một khẩu súng nữa. Báo cáo toàn bộ đại đội 3 quân Hòa Bình đã tham gia phòng bị. Đại đội trưởng quan, phong tỏa cổng thành, chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Chuẩn bị chiến đấu, rõ. Sở kiểm tra bến tàu, làm gì vậy? Mang thức ăn. Đứng lại. Còn đi tôi sẽ bắn. Cô có thể dân lành không? Còn đội khăn nữa. Tháo khăn xuống, lộ mặt ra. Quen mắt quá. Cô là anh bán thuốc mà. Nếu anh nhận ra tôi sống, anh sẽ không sống được nữa. Chỉ là người bán thuốc thôi mà. Không được cử động. Dẫn đi, đi. Của tôi. À anh, cô biết xài súng hả? Đừng quên, tôi là đồ đệ của bộ trưởng Hứa, có gì không biết. Được. Chút nữa bắn. Giữ chắc một chút. Yên tâm đi, chút nữa xem tôi. Chuẩn bị chiến đấu. Được.
Có không? Có trong đó. Bắn đạn tín hiệu, chuẩn bị chiến đấu, rõ. Đi. Thằng nhãi này, kho vũ khí, kho vật tư. Cậu có ý gì? Cậu có mục đích gì? Tôi tới tổ chức sinh nhật cho anh, tôi quan mà. Kho vũ khí, kho vật tư, có chuyện là do tôi thất trách. Đừng vội, bây giờ quan trọng nhất là giải dây nhà kho. Giải dây nhà kho, đúng. Anh nghĩ coi, đội du kích đánh tới đây, họ muốn gì? Muốn vũ khí vật tư đó. Chúng ta lùi một bước, chúng ta nhường vũ khí vật tư của người Nhật, cố thủ kho vũ khí của chúng ta là được rồi còn gì. Cố thủ kho vũ khí, đúng đúng. Vậy cũng phải có người đi báo cáo với người Nhật, kêu hoàng quân tới cứu chúng ta. Tôi đi. Cậu đi được không? Tôi, một người dân bình thường như tôi, không ai chú ý tới. Tôi đi. Cậu đi. Mau, đi mau. Quay lại. Chuyện gì? Cậu không gạt tôi. Bỏ chạy không về luôn đó chứ. A Cường chạy được, quán trọ không chạy được. Đi mau. Tôi nhất định sẽ bình an trở về. Nào nào nào, các vị sếp, uống nhiều đi, uống nhiều đi. Ăn. Ăn đi, ăn đi. Ăn nhiều đi. Đứng yên. Ai dám cử động sẽ đi đời cùng kho vũ khí. Hôm nay chúng tôi tới đây mượn chút đồ. Chỉ cần các anh không phản kháng, tuyệt đối không làm khó các anh. Chúng tôi không phản kháng. Không phản kháng. Anh em, đi. Đại đội trưởng Hùng, A Cường, anh hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn lại giao cho chúng tôi. Được, tôi biết rồi, chú ý an toàn. Các anh phải bảo trọng, anh cũng vậy. Được, tôi đi trước. Đi đi. Các anh em mau. Tưởng Mỹ Mỹ, tôi tới yểm hộ các cô. Đi đi, không cần lo cho chúng tôi. Nếu chúng ta bị quân địch bao vây sẽ không ai ra được hết. Không sao, tôi rành địa hình ở đây, chúng ta cùng đánh. Được. Mọi người ráng nha, chỉ cần kho vũ khí nổ tung, chúng ta sẽ thành công. Kho hàng quan trọng. Tưởng Mỹ Mỹ, bắt cô ta lại cho tôi. Đứng lại, đứng lại. Đi mau.
Đi. Bên này. Đi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Cho hỏi tráng sĩ là ai? Ơn cứu mạng hôm nay chúng tôi sẽ báo đáp. Tôi là quân nhân, biệt hiệu Anh Vũ. Tân tướng quân đã giúp chúng tôi, vậy cũng là nể mặt chúng tôi. Không thể nói là ơn cứu mạng. Tân tướng quân chúng tôi là người nhân nghĩa, biết cảm ơn. Hôm nay nói thế nào đi nữa, các anh đã cứu chúng tôi vẫn phải cảm ơn. Không biết có thể hỏi tên anh là gì không? Chúng tôi gọi anh ấy là Đặc Phái Di. Đặc Phái Di, hân hạnh được gặp. Hân hạnh. Đặc Phái Di, Liệu quân địch có lục soát tới đây không? Mọi người yên tâm, nơi này rất an toàn. Chút nữa tôi và các anh em sẽ tiện các cô lên núi. Đặc Phái Di, quân địch lục soát khắp nơi, sao chúng ta lên núi được? Người có đường, rắn có lối. Tôi làm đặc công mười mấy năm, tự khắc có đường của tôi. Chút nữa tôi và các anh em sẽ đưa các cô tới nơi an toàn. Nhưng sau khi an toàn, sống hay chết phải dựa vào số phận các cô. Được. Vậy chúng tôi cảm ơn anh trước. Xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Mời hai vị bịt mắt lại. Đặc Phái Viên nói đúng. Chúng tôi hiểu quy tắc mà. Từ từ. Nào, đi theo. Từ từ. Đi. Đặc Phái Di, các anh thật lợi hại. Mới vậy mà chúng tôi đã vào trong núi rồi. Cả tôi cũng không biết. Chúng tôi chấp hành hành động ngầm. Tôi làm mai phục, dĩ nhiên phải cẩn thận. Được rồi, chúng ta tạm biệt tại đây. Cáo từ Đặc Phái Di. Sau này có duyên gặp lại, chúng tôi sẽ đền đáp ơn cứu mạng của Đặc Phái Di. Được. Sở kiểm tra bến tàu. Khốn kiếp. Thật sự không hiểu. Đội du kích có tình báo về bom nổ mạnh bằng cách nào? Nhất định là hệ thống tình báo của chúng ta có vấn đề. Coi bộ chúng ta vẫn lơ là đề phòng rồi. Bắt được bọn họ, tôi sẽ xử bắn hết. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Hoàng quốc, chúng tôi thực hiện cuộc thánh chiến ở đây là để bảo vệ các người không bị người Mỹ khi dễ. Nhưng các người thì sao? Nổ kho vũ khí của hoàng quân chúng tôi. Bọn chúng là đội du kích đảng Cộng sản, phản kháng hoàng quân, nổ kho vũ khí. Lương tâm của họ rất xấu. Nói. Đồng bọn của các người đâu rồi? Trong số họ có người của các cậu không? Nói. Máu của chúng tôi có thể dìm chết các anh.
Khốn kiếp, đã đạo chủ nghĩa đế quốc Nhật. Tôi nói các người biết, đây là kết cục nếu phản kháng hoàng quân. Đứng dậy đi, những người không muốn làm nô lệ, dùng máu thịt chúng ta đúc thành tường thành mới. Lúc dân tộc Trung Hoa gặp nguy hiểm nhất, đâm chết chúng. Đã đạo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, đã đạo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, Đảng Cộng sản Vạn Tuế, đã đạo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, Đảng Cộng sản Vạn Tuế. Trưởng quan, đã sắp xếp xong hết rồi. Tình báo nhất định sẽ có được kịp thời. Lần này Đảng Cộng sản cần rất nhiều thuốc Tây. Tới tiệm thuốc ở nông thôn cũng mua lại. Coi bộ đã tới thời kỳ rất nghiêm trọng rồi. Chúng ta phải nắm chắc cơ hội này khiến họ mắc câu. Sau đó, một lưới bắt gọn. Rốt cuộc cũng nói đúng một lần. Đứng lại. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. A Tứ, tôi còn nghĩ là ai chứ. Đại đội phó Hoàng làm tôi sợ quá. Bây giờ tôi là đại đội trưởng, không phải đội phó. Mở to mắt của anh nhìn cho kỹ. Đây là A Tứ mà. Bận đồ như vậy là sao hả? Không 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 không. Tuyệt đối không phải. Sao tôi lại nghĩ đúng ta? Bắt cậu ta về đi. Tới lúc đó người Nhật sẽ thưởng rất nhiều tiền đó. Trung đoàn trưởng Lưu, là vậy. Hôm nay tôi vừa mới nhận một nhiệm vụ từ trưởng quan Suzuki, cho nên mới bận đồ như vậy. Anh sao? Thôi đi. Không phải, trưởng quan Suzuki sai anh làm gì mà mặc như vậy? Tôi làm sao? Tôi không thể làm nhiệm vụ của trưởng quan hả? Trưởng quan kêu tôi mặc cái này để đi lấy tình báo. Người đưa tin nói Đảng Cộng sản muốn có được một lô thuốc Tây. Bây giờ đang phái người tới đó lấy. A Tứ, tôi hỏi cậu, cậu có biết người sẽ kết nối với cậu ngày mai là ai không? Cậu có biết là tới thôn đó tìm gì không? Cậu đừng nghĩ cậu nói mấy câu này tôi sẽ tin cậu. Vậy thì tôi làm trung đoàn trưởng phí công rồi. Không phải, trung đoàn trưởng, tôi không biết tình báo viên đó thật mà. Nhưng tôi biết là tới thôn Đại Áo, cách hơn 100 dặm, về hướng đông nam. Trưởng quan Suzuki nói gián điệp sẽ đánh dấu ở nơi đặt tình báo. Chỉ cần có ký hiệu, tôi chỉ cần tìm được ký hiệu sẽ lấy được tình báo. Thôn Đại Áo rộng như vậy, tình báo ở đâu sao cậu biết được? Tôi đâu dám gạt anh. Cổng thôn Đại Áo có một cây lông não già, trong đó có một cái hốc, đặt một cái bọc giải dầu, tình báo ở trong đó. Coi bộ tôi nghĩ quan cho cậu rồi. Không có không có, đây cũng là trách nhiệm của trung đoàn trưởng Lưu mà. Nếu không có gì, tại hạ đi trước nha. Được, không quấy rầy cậu nữa. Tạm biệt. Trung đoàn trưởng Lưu, đại đội trưởng Hoàng, hai vị xem muốn ăn cái gì. Ăn vừa mới ăn xong.
Đúng lúc, chỗ tôi có trà Long Tĩnh mới pha, mời dùng. Đi, đi đi. Thủy Sinh, Thủy Sinh, cậu mau ra ngoài mua 2 bao lá trà. Được. Trung đoàn trưởng, anh nghĩ chuyện này là thật hay giả? Tôi cảm thấy chuyện này rất có thể là thật. Cậu nhớ lần trước Suzuki sai chúng ta hộ tống thuốc, giữa đường bị Tân Tứ Quân cướp. Lần này Suzuki sợ lại có chuyện nên phái tên này đi thăm dò trước. Trung đoàn trưởng, tôi lập tức cho người đi bắt hắn. Khoan đã. Trung đoàn trưởng, vậy anh nói phải làm sao? Hồi nãy hắn có nói tới thôn Đại Áo đúng không? Đúng, là thôn Đại Áo. Vậy đi, bây giờ cậu đến thôn Đại Áo lấy tình báo về trước A Tứ. Đúng vậy, lần này đám A Tứ sẽ rối tung lên rồi. Khi đó trưởng quan Suzuki sẽ cho bọn họ một trận bạc tai. Đi đi. Dạ. Ủa, A Tứ đây mà. Đại đội phó Hoàng, tốt quá rồi. Cho tôi quá giang. Sao vậy? Không muốn lên xe hả? Vậy tôi đi nha. Khoan. Không đúng. Con đường núi này dẫn tới thôn Đại Áo mà. Sao hả? Chỉ có mình anh tới thôn Đại Áo được hay sao? Hiểu rồi. Tôi nhớ rồi, nhất định là cậu giở trò. Bọc giải dầu trên cây long não cổng thôn Đại Áo biến mất rồi. Có phải do cậu không? Cậu lấy tình báo đi rồi. A Tứ, anh đừng nói bậy. Anh tìm không thấy tình báo lại trách tôi. Vậy có hợp lý không? Biết địa điểm đặt tình báo này chỉ có cậu, tôi và trung đoàn trưởng Lương. Bây giờ tình báo biến mất, cậu lại đúng lúc chạy xe qua thôn Đại Áo. Rõ ràng là cậu lấy rồi còn gì. Xem cho kỹ đi. Tôi phụng mệnh tới thôn Đại Áo trưng binh, không liên quan gì tới tin tình báo hết. Lệnh trưng binh từ 3 tháng trước rồi. Bây giờ cậu chạy đi trưng binh, quỷ mới tin. Tin không tùy anh. Tóm lại tôi phụng mệnh tới thôn Đại Áo trưng binh. Anh không tin thì thôi, tôi đi. Đừng. Đại đội phó Quan, có lẽ là hiểu lầm. Tôi nghĩ nhiều. Dậy đi. Tôi thật sự rất mệt rồi, cho tôi quá gian nha. Được, lên đi. Được. Đây là gì? Đưa tôi. Bằng chứng rõ ràng. Cậu còn muốn chối? Đưa tôi. Ai nói là tôi cướp? Anh không làm xong gì còn dám trách tôi? Tôi không chơi với anh nữa. Hoàng Thiên Kiếm, giữa ban ngày ban mặt dám cướp tình báo của Hoàng Quân, cậu không được chết yên đâu. Cậu đợi đó, tôi nhất định tố cáo cậu với Hoàng Quân.